anh em, chào mừng anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Đạt. Và ngày hôm nay Đạt xin giới thiệu tới anh em một chiếc xe thấy cái biển số lạ đúng không anh em? Đây là biển NN, là biển dành cho cá nhân và tổ chức người nước ngoài tại Việt Nam nha anh em. Ấy bắt đầu anh em bảo ui dạ, xe này đóng thuế nhiều lắm, ui xe này đóng thuế nhiều lắm, xe này mua khác á, mua không được đâu. Thôi cái chuyện đó anh em khỏi lo nha. Xe này công chứng mua bán y chang như xe người Việt Nam, không thành vấn đề gì hết. Còn cái chuyện mà rút hồ sơ đóng thuế, đóng phí như thế nào, cái đó có bên Đạt lo, anh em đừng có quan tâm ha. Và đây là một chiếc xe cực đẹp, xe của một bác chuyên gia người Hàn Quốc. Để mình dịch cái biển này cho anh em nha. 60 là ở Đồng Nai, 636 là Hàn Quốc, NN là nước ngoài, và 32 là cái số thứ tự của cái xe này. Đấy, rồi anh em đi một vòng xung quanh xe với Đạt đi, để Đạt giới thiệu sơ qua cho anh em về chiếc xe này nha. Đây chính là Toyota Innova E, số sàn đời 2019 của một bác tổng người Hàn Quốc ha, một bác chuyên gia người Hàn Quốc. Thì lần này thì bác hết nhiệm kỳ, bác về nước cho nên là bác có nhường lại cho Đạt, và cũng xin chân thành cảm ơn anh Thắng ha, một anh khách hàng cũ của Đạt đó, đã bán cho Đạt một chiếc xe rồi thì ảnh đã giúp Đạt kết nối và mua được cái xe này. Xe này là của sếp ảnh nha anh em, và xe này đẹp, phải dùng một cái từ rất đẹp ha. Sơn dinh xe này rơi đâu đó khoảng cỡ 95% nha anh em. Chỉ có sơn nhẹ cản sau thôi, sơn nhẹ gọi là tút tát cản sau thôi. Còn anh em nhìn xung quanh xe đi, được sơn màu đồng ha, nó có cái mã màu là 4V8, rất là liền lạc và rất là đẹp nha anh em. Và cái xe này nó nguyên bản, nó đẹp kinh khủng lắm. Đây anh em nhìn này, cái này nó có sơn nhẹ, nhưng mà anh em nhìn cái mí cản đi, còn y nguyên nha. Mí cản hai bên là còn y nguyên hết. Đây anh em nhìn đi, mí cản hai bên còn y nguyên hết. Và xe này ô tô hiển thị của nó là hơn 50.000 cây. Và nó đẹp như thế nào thì lát nữa Đạt sẽ đi soi từng chi tiết cho anh em xem và công bố giá bán chiếc xe này cho anh em luôn nha. Chiếc Innova E số sàn đời 2019 này, xe cá nhân người nước ngoài, một chủ mua mới từ đầu đó, mình đang chào bán với mức giá là 615 triệu. Xin nhắc lại, 615 triệu. Xe này y chang như xe người Việt Nam, thuế phí đóng y chang người Việt Nam, thì anh em mua về chỉ cần đóng thuế đâu đó khoảng cỡ 7-8 triệu là ra tên. Cái phần thủ tục giấy tờ để Đạt lo, anh em đừng có suy nghĩ về cái biển số này nha. Đó, quan tâm là tới cái xe ha. Còn cái chuyện này, biển LD, biển NN hay là biển NG gì anh em đừng có quan tâm, bên mình bán xe thì bên mình có trách nhiệm nha anh em. Đó, cho nên là nó y chang như người Việt Nam thôi. Ok anh em ơi, xe này đẹp lắm. Nó đẹp mà nó zin nguyên bản, mà mình phải dùng một cái từ là xe này là siêu giữ gìn ha. Đó, bác tổng thì bác không lái, thì có tài xế riêng. Mà anh tài xế riêng này là một bác cũng hơi đứng tuổi rồi, rất là đầm tính và rất là cẩn thận. Đây, anh em nhìn tổng quát cái máy đi, nhìn sơ cái máy thôi là thấy riêng rồi. Đây, anh em nhìn vô cái bình dầu trợ lực lái này, đó, từng cái dấu chấm sơn bảo hành này. Thấy chưa, nó mới một cách kinh khủng. Anh em nhìn từng có con ốc ở đây nè, 7 màu này nha ha. Anh em nhìn từng con ốc ở đây, nhìn từng cái con ốc ở cái phần nắp động cơ này, cái nắp cò này. Đó, anh em nhìn từng con ốc, từng cái vị trí này coi. Nó mới, cái máy nó mới như thế này chứ còn mới như thế nào nữa anh em. Cực kỳ mới, anh em nhìn từng cái cụm phanh ABS này, nhìn từng cái dấu chấm sơn ở những cái vị trí này ha. Nó quá sức là mới đi ha. Rồi, bây giờ anh em nhìn bên hông. Bên hông từng cái dấu chấm sơn ở đây. Đó, nhìn cái từng cái phần chân đèn ở đây. Thấy chưa? Anh em nhìn này, phần chân đèn không đứt gãy hết nha. Anh em nhìn coi. Đây, phần khung xương ngang này. Ha, phần khung xương ngang. Đó, đồng thời anh em quan sát luôn ốc nứt, ốc két nước này, thấy chưa? Từng cái vị trí này, dấu chấm sơn này. Đây, đây nữa này, ốc két nước này. Nói chung là khi nào xe nó bị va chạm phần đây thì mới kiểm tra phần đây thôi, chứ còn cái khung xương nó như thế này thì kiểm tra làm gì nữa. Đúng à. Rồi, tương tự như vậy, anh em kiểm tra luôn. Đây, ốc chân đèn này, khung xương này. Anh em nhìn coi. Chú cha, nó mới tới mức mà từng cái chấu đây nó còn mới tinh như thế này. Đó, cái máy nó quá sức là mới đúng không ạ? Ốc nắp capo chưa hề có dấu vặn mở nha anh em. Đây anh em nhìn. Đây, từng cái lỗ tròn ở đây, keo chỉ nha anh em. Đó, keo chỉ là nguyên zin, xe này không hề mất một ly chỉ nào đâu nha. Sơn zin còn tới 90 mấy% mà. Xe này sơn zin rất là đẹp luôn. Anh em nhìn từng con tem, nhìn từng cái lỗ tròn ở đây ha. Đó, nhìn từng cái gân, nhìn từng cái gắn ha. Đó, anh em nhìn từng con ốc đây coi. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, anh em nhìn cái miếng lưới tản nhiệt đây nó thẳng băng như thế này. Đó, rồi. Anh em nhìn cái máy là thấy ghiêng à. Là biết cái xe nó giữ gìn kỹ cỡ nào.
và nó đẹp như thế nào anh em ha. Xứng đáng đồng tiền bát gạo so với giá tiền 615 triệu anh em bỏ ra nha. Đây, anh em nhìn cái phần phía trước của cái xe này. Một cái xe nó liền lạc, nó đẹp là nhìn xa thôi, nhìn trên TV thôi đã cũng thấy sự khác biệt rồi nha anh em. À, xe này thì hôm trước có một anh ở Tây Ninh, anh xuống anh hỏi mình là sao xe đi 50.000 cây mà đã thay vỏ rồi. Xin thưa với anh là những người Hàn Quốc họ rất là kỹ tính ha. À, 40.000 cây là họ đã thay rồi. Đây, vỏ mới tinh, vỏ mới 100% cho anh em luôn nha. Cái chấm ruồi đỏ, ruồi vàng còn đây nè. Đát 21 này nha anh em. Đó, anh em mua về là có nguyên một dàn vỏ mới để đi rồi ha. Cho nên là đừng có quan tâm đó, mình mua được một cái xe mà người ta đã thay cho mình một cái bộ vỏ mới thì đó là một cái lợi thế chứ còn gì nữa. Muốn vỏ dinh về để thay vỏ mới. Đây, anh em nhìn nè, từng những cái vị trí này rất là đẹp ha. Hoặc là nhìn từng vô trong từng cái kẽ cửa đây. Đó, nó toàn bộ là sơn dinh hết. Đây, anh em muốn kiểm tra thì mở cái này ra. Thấy không, nó dơ thôi chứ nó không có hề lem sơn hay là lem matic gì ở đây cả. Đó, sơn dinh hết nha anh em. Đây, keo chỉ đây, để mình rút cái chìa khóa ra. Đấy, keo chỉ là nguyên zin hết, không hề mất một ly chỉ nào nha. Cái con xe này thì mình phải gọi là đẹp xuất sắc. Đây, từng cái vị trí đây này, anh em nhìn thấy nó sắc nét không? Đúng sắc nét không? Đó, thấy chưa? Đó, hoặc là bây giờ nhìn vô cách cửa đây. Ui chùa chà, không có chuyện gì để bàn nữa anh em ơi. Innova E 2019, giá này là rất là hợp lý rồi nha anh em. 615 triệu nha. Mình thấy có một số showroom họ đăng tới 640, 650. Ha, đây sản xuất của mình là 2019 nha anh em. Anh em nhìn ốc này, thấy chưa? Ốc này, ốc cánh cửa này không hề có dấu gì nha. Thậm chí anh em nhìn cái bệ bước ở đây không có trầy trụa gì hết. Cái xe này là zin nguyên bản nha anh em, giống như là một chiếc xe từ ở trong hãng chạy ra vậy đó. Ghế nỉ zin, CD zin. Xe thì phụ kiện thì cũng cơ bản thôi, ví dụ như che mưa rồi dán phim, lót sàn hoặc là phong trần thôi. Đó, chứ còn xe thì nguyên bản hết, anh em về có thể sử dụng à, hoặc là trang bị thêm nha. Đó, bộ ghế nỉ thì zin theo xe nha. Đây, keo chỉ nguyên zin hết nè. Và cam kết với anh em là xe này là có một người ngồi thôi nha anh em, tài xế và một bác người chuyên gia thôi nha. Đó, nhìn tapi, ui nó mới, trời má ơi nó đẹp kinh khủng ha. Đó, đây vỏ, ui chà, mới tinh, bốn cái vỏ mới miễn bàn nha. Bốn cái vỏ thì thôi mới tinh. Đó, anh em nhìn phía đằng sau coi. Đó, nhìn cái cản ngay cái phần con cảm biến này ha, nó chỉ dầm nhẹ thôi nha anh em, dầm nhẹ thôi nha. Đó, còn lại xe này rất là đẹp. Anh em nhìn cái phần gầm này, phần gầm mới lắm, mới tinh, mới tinh ha. Anh em nhìn xe cua thì lăn bánh rồi nha. Xe cua xe này xấu nha anh em, cái này nó mòn là do bị xẹp lớp này. Bị xẹp xong rồi chạy ráng nó mới mòn vậy anh em. Đây, đó, cốp phía đằng sau này, anh em nhìn cái phần nhựa này không chở đồ hết nha, không có chày nha. Đó, thấy chưa anh em nhìn này, đồ nghề này anh em thấy chưa, mới tinh, thấy không? Đó, đây là một chiếc xe mình phải gọi dùng một cái từ là đẹp toàn diện nha anh em. Nhắc lại nha anh em, 615 triệu cho một chiếc xe Innova E xịn cọp nha. Đó, biển NN thì đừng có anh nào vô bình luận bảo ô xe này có chạy dịch vụ nha anh em. Nói nó vô lý lắm nha. Người nước ngoài người ta qua đây người ta mua xe để chạy Grab Uber anh em. Đây, đây, anh em nhìn nè, keo chỉ là cực kỳ đẹp ha, cực kỳ kỹ luôn ha. Đó, mà anh em biết tại sao cái xe này nó đẹp như thế này? Một phần cũng là của bên tại người ha. Tại vì lương tài xế người nước ngoài họ có ngoại ngữ á, lương cao lắm. Anh em nào chạy cho nước chuyên gia nước ngoài anh em biết, chở những bác GM, những bác tổng người nước ngoài lương cực kỳ cao nha. Cho nên là cái tiền lương họ nhận cao, cho nên họ giữ gìn xe cực kỳ kỹ. Đó, anh em nhìn ngách đồ đẹp lắm nha. Xe này không biết nói gì, rất là đẹp nha. Anh em đến coi xe đi nha. Sai mô tả là đền tiền cho anh em nha. Đó, còn cái về cái biển NN thôi anh em khỏi quan tâm nha. Cái chuyện đó là chuyện của bên Đạt. Đây, vỏ mới tinh, quá cực kỳ là mới ha. Phía trong này, cái cản này nè anh em nhìn nè, cái mí cản này, cái vân ở đây nó vẫn còn luôn, thấy chưa? Đây, đây anh em nhìn, đó, keo chỉ là nguyên zin hết nha, không mất một ly chỉ nào đâu. Xe này sơn zin phải mình phải nghĩ hơn 95%, dặm nhẹ nhẹ thôi. Đấy, cái vị trí này là người ta hay bước lên bước xuống nhất này. Anh em thấy không có chày, tại vì đâu có chở người đâu. Và đây em trai quay luôn cái phần ghế phía sau này để cho mọi người xem cái ghế nỉ á.
mà nó sạch sẽ tới mức này á anh em. Anh em thấy không? Không có người ngồi mà. Đó, xe này chỉ có một tài xế và một bác đi thôi, không có ai đi hết á nha. Đó, đây, tương tự như vậy anh em kiểm tra đi. Keo chỉ nè, nha. Thôi xe này thì mình keo chỉ mình quay sơ sơ thôi. Bạn tới làm gì nữa? Chù chà cái này. Đúng 7 màu rồi chưa anh em? Đúng 7 màu chưa đúng mà. Đây, ngắt này. Đó, cái ghế này mình chưa có vệ sinh nha anh em, mà ghế nỉ nó zin này. Đó, mình lấy về nguyên trạng, mình chỉ có vệ sinh máy gầm. Đó, là mình quay lên clip cho anh em liền ha. Đẹp xuất sắc nha anh em. Con này phải dùng một cái từ là xuất sắc. Hết sảy của bà bảy luôn á ha. Vỏ này bốn cái vỏ mới tinh nha, bốn cái vỏ mới gần như là 99,9%. Đó, anh em nhìn lại tổng quát một vòng đi. Xe này miễn chê nha anh em. Xe này không có điểm gì để chê cả. Innova E số sàn đời 2019, 615 triệu nha. Xe đang đậu ở bãi xe của Đạt. Đó, có trên màn hình thông tin chi tiết cứ điện cho Đạt 0901 22 66 69 nha anh em. Bây giờ mình sẽ quay tiếp vào phần nội thất cho anh em coi. Ngoại thất đẹp cả dây, nội thất còn đẹp dữ nữa. Cái phần này mình quay rồi đúng không ạ? Quá mới đi. Em trai quay lại xíu cho mọi người coi cái phần nội thất. Mới kinh khủng lắm luôn ạ ha. Rồi, bệ bước nè. Phía dưới nè. Rồi, chân ga nè. Chân côn nè. Chân ga nè. Úi cha. Mới chưa? Đúng không anh em? Đó, rồi. Em nhìn lại một cái phòng nội thất đi. Thấy chưa? Ghế nỉ zin nha anh em, ghế nỉ zin nào giờ nha, chứ không phải bọc chồng lên tháo ra đâu nha. Đó, mà nó đẹp như thế này anh em thấy không? Đó, xe này là có cân bằng điện tử, 7 túi khí vòng quanh xe nha. Đây, để mình đề nổ máy cho anh em. Đấy. Mới lắm, mới. Không thể tưởng tượng được luôn. Đây, anh em nhìn cái vô lăng của nó đi, nhìn tổng quát cái phần vô lăng này. Thấy chưa? Đó, rồi, mình zoom lại cho anh em coi nè. Trời ơi. Cái phần vô lăng nè, cái phần mài bạc nè, những cái phím bấm ở đây nè. Đó, anh em nhìn cái phần vô lăng nè. Thấy chưa? Đó. Đẻ không anh em? Đúng chất xe cọp không? Đây, cái tem này vẫn còn luôn nè. Đấy, ô tô hiển thị 52.000 nha anh em. Rồi, anh em nhìn táp lô nè. Đấy. Nhìn táp lô coi, sướng không? Sướng không? Đấy, đó, mua được những chiếc xe nó zin, nó cợp mà nó đẹp như vậy. Cảm giác sướng lắm anh em, nhìn cái phần phía trước. Ở cái phần phía dưới đây nè, không có trầy trụa nha. Cái phần này xe dù hay trầy lắm, người ta ghét cái chân á. Nó bị trầy nha anh em. Đó, xe này là không có trầy trụa gì luôn á. Đó, anh em nhìn cái phần máy lạnh nè. Máy lạnh sử dụng nhiều, bấm qua bấm lại là nó bóng nha. Đó, đầu CD zin nguyên bản nha anh em. Xe này là zin hết, zin gần như e chết cần số này, thấy thương không? Đó, anh em nhìn bề cần số này. Đó, bề tì tay này. Đó, nhìn này. Ha. Rồi, la phong trần nỉ zin. Đó. Ha, không có bọc 3D, 4D gì hết. Tách bi cánh cửa này. Nó mới dễ mang lắm. Mới dễ mang lắm. Từng cái vị trí này anh con coi. Nó bén mà nó sắc nét. Rất là dễ mang, rất là đẹp nha anh em. Đẹp lắm. Ha, Innova E 2019, đúng một cái xe gọi là mình gọi là cực kỳ chất lượng cho anh em xem. Đây, anh em nhìn cái phần ghế đằng sau này. Cái phần ghế nỉ nó không dơ luôn á, không mờ, không mòn gì luôn á. Anh em nhìn đi ha. Đó, xe này là rất là khó kiếm trên thị trường nha. Nè, thảm sàn zin nè. Mới tinh thấy không? Đó, thấy chưa? Các bạn thấy không? Đó, anh em thấy không? Quá mới rồi, không còn từ gì để bàn cả. Đó, Innova E 2019, xe cực kỳ đẹp, cực kỳ giữ chìm, hiếm có trên thị trường nha anh em. Đạt đang chào bán với mức giá rất là hợp lý, 615 triệu ha. Mình xin nhắc lại, xe đứng tên cá nhân, người nước ngoài ha, một chủ mua mới từ đầu. Xe này y chang như xe Việt Nam nha, anh em đừng có nhắc tới cái biển này hỏi đóng thuế nhiều đóng thuế ít. Đó, anh em khỏi lo vấn đề đó nha. Đó, cái vật đó mình chịu trách nhiệm. Đấy, rồi. Thông tin chi tiết thì anh em điện cho Đạt 0901 22 66 69 nha. Xe đang đậu ở bãi xe của Đạt 515A207 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7. Một chiếc xe rất đẹp với một giá tiền cực kỳ hợp lý nha anh em. Xin nhắc lại, Innova E 2019 615 triệu. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha. Anh em vào kênh YouTube Đạt Channel như thế này nha. Anh em search chữ Đạt Channel, sau đó anh em nhấn vào nút đăng ký kênh, và anh em nhấn cái nút chuông. À, có cái biểu tượng mà rung chuông đây nè. Đó,
Thì cái kênh YouTube của Đạt là cái kênh mà cập nhật nhanh nhất, rõ ràng nhất tất cả các xe mới về của bên Đạt ha. Có nhiều anh em gọi điện khi mà xe đã bán rồi thì rất là tiếc nha. Cho nên là anh em nhớ vào kênh YouTube Đạt Channel, bấm nút đăng ký kênh và nhấn cái nút chuông cái bên này để cập nhật nhanh nhất tất cả các xe mà bên Đạt về nhé anh em.